Rồi, xin vào vị trí. Lấy giấy vô đi. Rồi. Thì mới nhanh xong được. Còn cũng vật đồ hùng của Hải Long đưa tay lên. Rồi, xin cảm ơn. Đây là keo thứ 3 của giải 3 giữa hai ông đô. Đô hùng của công ty Hải Long thắt đai đỏ thắng 2 keo. Đô hùng của công ty Việt Nam Post khu công nghiệp Quang Minh đánh keo thứ 3 thắt đai xanh. Đây là keo thứ 3. Xin mời hai ông đô xe đai. Hai hùng thì nhất định là hùng rồi. Cố gắng lên. Đây đỏ là đô hùng của trong thắng 2 keo. Đô hùng của công ty Bắc công ty khu công nghiệp Quang Minh thắt đai xanh đang đánh keo thứ 3 của giải 3 chiều nay. Giải 3 hiện tại cho đến giờ này trị giá 8.500.000 đồng. Cố gắng lên. Bằng mẹ nó thắng lương. Thắng lương gọi là vui đấy. Keo thứ 3 hiệp thứ nhất bắt đầu. Cố gắng lên, đánh tích cực, cố gắng lên. Đây là keo thứ 3 của giải 3 của lễ hội năm nay. Đô hùng thắt đai đỏ của công ty Hải Long thắng 2 keo. Đô hùng thắt đai xanh của công ty Việt Nam Bất của khu công nghiệp Quang Minh đang đánh keo thứ 3. Cố gắng lên. Rất quyết liệt, cố gắng lên. Rồi, rất nhanh. Hãy lên ạ. Cố gắng lên, đánh rất đẹp, cố gắng lên, tích cực, cố gắng lên, rất đẹp, cố gắng lên, cố gắng lên, cho lên, cố gắng lên. Hai hùng, đây là keo thứ 3 của giải 3 đang diễn ra phục vụ lễ hội trên đền chùa Chí Đông. Hải Đô đang lợi thế sân giới. Ở trước càng về tối dần dần thì càng đông. Hiện nay an ninh rất tốt, chưa có vấn đề gì xảy ra. Các đồ các sân vừa rồi giải 3 giải nhì cần trước đây để chuẩn bị vào các thăm. Lên ơi! Hô lên! Nhân dân cổ vũ cho em ơi! Đô hùng vừa rồi đã thắng 2 keo giải 3 rồi. Phải nói rằng là Đô hùng có lối đánh tuyệt vời. Nếu mà trên thế đánh mà đối phương cẩn thận là Đô hùng sẽ đè chít ngay vào giày. Xin hai đô chào thế giới, thi đấu tiếp tục bắt đầu. Hai Đô hùng đều ngang tài ngang sức, đều cùng hàng cân trên gần 80 kg. Theo giải huy chương, đây nếu là giải huy chương hai đô đều hạng cân trên 80 kg. Hai đô thi đấu tích cực. Hai đô
chuẩn bị là nhận luôn giải ba. Chuyển sang đây, tranh thủ đánh giải nhì, có xác chuẩn gần trước. Chúng tôi xin thông báo nhà tài trợ, giám đốc công ty Hải Long tài trợ cho giải ba 2 triệu đồng. Xin mời toàn thể nhân dân một tràng pháo tay. Ông Lưu Văn Chí, phó chủ tịch đã sớm được chuẩn bị trao giải cho Đô Hùng. Hiện nay là Đô Hùng của công ty Hải Long đã thắng tuyệt đối 3 keo của giải ba. Xét chuyển vào, xét chuyển vào còn chưa. Thôi cứ để sới cho quần thu sau. Ở sới bật thì không lo đâu, không xuống nước đâu. Xứng đáng, xứng đáng. Nhận giải xong thì tiếp tục xong. Đem lại. Chúng tôi xin trân trọng hai đôi đồ đứng trước sới để lãnh đạo trao giải. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu, vừa rồi là Đô Hùng Hải Long đã thắng tuyệt đối 3 keo giải 3. Ông Lưu Văn Chí, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn đến để trao giải 3 đề nghị nhân dân một tràng pháo tay. Thôi Đô Hùng tiếp tục lại nhận xét đây. Nhận xét. Mời các đô Cam Thâm đánh giải nhì. Tiếp tục vào để Cam Thâm. Tuyệt vời. Đây là 4 đơn vị. Cả giấy nước này làm có hết rồi. Đây nên là Đô Hồng. Ban tổ chức này giới thiệu là Đô Hồng là chào xung quanh tất cả khán giả. Nhưng Đô Hồng lại rất linh hoạt đã chào rồi. Mày lại cứ lấy không được, không có lấy lại. Alo, chúng tôi xin thông báo là tổng số tiền giải và tài trợ cho giải ba vừa rồi là trị giá 10.500.000 đồng và chưa kể các xét đang chuyển vào đấy. Đi ra ngoài lấy cái sọt. Thôi, xin mời các đô vào đánh phá giải nhì, vào sới chuẩn bị tăng. Một là Đô Khánh của cửa hàng Dũng Châu thị trấn Chi Đông, hai Đô Hoàng của Bắc Ninh, ba Đô Thẩm của Ngọc Thanh, bốn Đô Tân của Phúc Yên. Xin mời bốn ông đô vào giữa sới gác thăm đánh phá giải nhì. Xin nhắc lại, mời Đô Khánh của cửa hàng Dũng Châu thị trấn Chi Đông, Đô Hoàng của Bắc Ninh, Đô Thẩm của Ngọc Thanh và Đô Tân của Phúc Yên, mời bốn ông đô vào gác thăm đánh phá giải nhì.